Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ năm ngày 29 tháng 6 năm 2023 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Mậu Ngọ, tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mão Quang, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tứ. Về ngũ hành Niên Mệnh, Thiên Thượng Hỏa, ngày Mậu Ngọ tức chi sinh can, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Thiên Thượng Hỏa, Kỵ Tuổi, Nhâm Tý, Giáp Tý, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là Tuổi, Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Ngọ, lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất, thành hỏa cộng, xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Tý, Giáp Tý, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Mạn Đức Tinh tốt mọi việc, sao Quan Nhật tốt mọi việc, sao Ngũ Hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Yến đại họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Nguyệt Hình, xấu mọi việc, sao Nguyệt Kiến trụy sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 29 tháng 6 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nha. Tử vi thứ 5 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Vận trình ngày mới, người tuổi Tý gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu gây trở ngại, làm cho con giáp tuổi Tý có thể cảm thấy căng thẳng và nóng nảy khi mọi việc diễn ra chệch với quỹ đạo bạn mong muốn. Lúc này, bản mệnh có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến hành động thiếu kiểm soát. Ngày có chính quan nhập cục, con giáp này sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn mới mong đạt được mục tiêu mình mong muốn. Đừng thấy khó đã vội nản lòng chùn bước, bạn càng dũng cảm đương đầu với khó khăn bao nhiêu, bạn càng trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh bấy nhiêu. Thủy hỏa bất xung gây ảnh hưởng không nhỏ tới chuyện tình cảm của những chú chuột khi hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác thách thức lòng tin hai bạn dành cho nhau. Tình yêu được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, nếu thiếu lòng tin nơi nhau, tình cảm này sẽ rất khó bền lâu. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, căng thẳng và nóng nảy vì mọi việc không như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, hành động thiếu kiểm soát do những suy nghĩ cực đoan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, cần nỗ lực nhiều hơn để theo đuổi mục tiêu mong muốn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, đừng thấy khó đã vội nản lòng chùn bước. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, tình cảm bấp bênh do hiểu lầm liên miên. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 23, số 36, số 96. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, gặp cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại, khiến chuyện tình cảm của người tuổi Sửu có thể rạn nứt vì những chuyện không đâu. Bản mệnh vốn dĩ cho rằng sau những cố gắng của mình tình cảm sẽ thêm phần thắm thiết, nào ngờ nỗ lực từ một phía thì chẳng thể làm nên chuyện. Có những chuyện không ai mong muốn nhưng nó vẫn cứ diễn ra, có những khúc mắc dù đã cố tháo gỡ nhưng vẫn chẳng thể khiến người ấy cảm động. Con giáp này không thể nào lường trước được hết những chuyện đó, đành phải chấp nhận dù trong lòng đau đớn ngậm ngùi. Lại thêm ảnh hưởng tiêu cực của thương quan nên hôm nay khía cạnh công việc và tài chính của những chú trâu cũng có phần ảm đạm hơn. Dường như cả thế giới đang quay lại với bạn vậy, làm gì cũng dễ sai, dễ hỏng việc. Lời khuyên dành cho bạn chính là không nên mạo hiểm đầu tư vào bất kỳ tài khoản nào và hãy nhanh chóng sốc lại tinh thần trong công việc. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Tình cảm rạn nứt vì những mâu thuẫn nhỏ nhoi. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Nỗ lực từ một phía không đủ để hàn gắn tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Đành ngậm ngùi chấp nhận thực tế dù trong lòng không muốn. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ. Công việc và tài chính có phần ảm đạm. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc. Không nên mạo hiểm đầu tư tài chính trong hôm nay. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 11, số 62, số 09. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Bước sang ngày thứ 5 này, nhờ được tam hợp che chở, nỗ lực của người tuổi Dần đã được ghi nhận và bạn có thể được tuyên dương trước tập thể để làm gương cho mọi người. Đây là bàn đạp để con giáp này tiến lên, tiếp tục giành được nhiều thành quả hơn, chiếm vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi điều đó rất tốt cho tương lai của bạn. Những mối quan hệ rộng rãi có thể giúp đỡ bạn mỗi khi khó khăn hoặc khiến bạn thăng tiến một cách nhanh chóng hơn. Mộc sinh hỏa, nếu đang độc thân, những chú hổ hãy tự tạo ra cơ hội gặp gỡ người khác giới nhiều hơn nữa, bạn sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia cho mình. Còn nếu là người hoa đã có chủ thì tình cảm của hai bạn sẽ được dịp thăng hoa hơn bao giờ hết. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Nỗ lực được ghi nhận và được tuyên dương. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Có bàn đạp vững chãi để tiến lên, giành được nhiều thành quả hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Nên mở rộng các mối quan hệ xã giao sẽ tốt cho tương lai. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc. Người độc thân nên tự tạo cơ hội gặp gỡ người khác phái. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim. Người đã có đôi yên tâm tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 20, số 76, số 14. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, vàng. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, chính Ấn Độ mệnh, bản mệnh tuổi Mão ngày hôm nay đã dành rất nhiều thời gian cho công việc, cũng giành được không ít thành quả, vì thế chuyện được cấp trên ưu ái cất nhắc cũng không quá xa nữa. Tuy nhiên, Ngọ Mão tương phá cho thấy người tuổi Mão cần phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin xấu bất ngờ ập đến trong ngày hôm nay. Những gì bạn đạt được đang trở thành miếng mồi béo bở thu hút tiểu nhân, những kẻ ghen ghét sẽ tìm cách lợi dụng để chiếm đoạt công lao của bạn. Ngũ hành tương sinh sẽ giúp những chú mèo đón cơ hội nhân duyên khá lớn. Bản mệnh được đào hoa chỉ lối cho thấy được đâu mới là người thực sự phù hợp với mình. Tình yêu chẳng phải thứ dễ dàng tìm thấy. Nếu đã có được trong tay thì hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có bạn nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy.
giành được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, có thể được cấp trên ưu ái, cất nhắc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, đề phòng tiểu nhân lợi dụng, tìm cách chiếm đoạt công lao. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, nhân duyên rộng mở, có cơ hội tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, nên trân trọng hạnh phúc trong tay, đừng đứng núi này trông núi nọ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 37, số 65, số 90. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày mới, được thực thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Thìn, báo hiệu bạn sẽ có một ngày bận rộn, nhưng bù lại tiền bạc thu về rất khả quan. Tuy có phần vất vả hơn, nhưng khi nhìn thành quả thu về thì bản mệnh không thấy cực nhọc gì nữa, càng quyết tâm phải cố gắng, nỗ lực hơn vì tương lai tốt đẹp. Với người làm kinh doanh, thời cơ phát tài đã tới gần, nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì có thể giảm bớt nhiều khó khăn, trắc trở không đáng có, cũng không phải đi quá nhiều đường vòng mới đến được với thành công. Hỏa sinh thổ, gia đình ấm êm là điều mà những chú rồng luôn thấy tự hào. Bạn yêu tổ ấm nhỏ bé của mình, đó là nơi bạn luôn muốn trở về sau bao giông bão ngoài kia. Đây cũng là nguồn động lực lớn lao để bạn luôn cố gắng vượt qua mọi trắc trở. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, bận rộn nhưng tiền bạc thu về khả quan. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, thu về được thành quả xứng đáng nên càng thêm quyết tâm. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, người làm kinh doanh đón nhận thời cơ phát tài. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ giảm bớt nhiều khó khăn, trắc trở. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, gia đạo êm ấm là bến đỗ bình an sau giông bão. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 18, số 44, số 96. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, Tỷ Kiên xuất hiện trong vận trình, mang tới cho người tuổi Tỵ sự quyết đoán và dứt khoát khi phải đứng trước các lựa chọn quan trọng của công việc. Nhờ thế mà công việc của bạn tiến triển khá tốt nhờ biết chọn đúng thời cơ, không để lỡ những cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Ngoài ra, tình hình tài chính của bạn cũng được cải thiện đáng kể khi quyết đoán hơn. Đôi khi một chút liều lĩnh có thể giúp cho ta đạt được thành quả vô cùng mỹ mãn. Thời cơ đến, bản mệnh quyết định làm theo giác quan thứ 6 của mình và thu về tiền bạc đầy tay. Ngày hỏa khí vượng, bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt là người cao tuổi, người có tiền sử bệnh, người đang gặp áp lực. Ngoài việc nghỉ ngơi nhiều hơn, giảm bớt căng thẳng thì bạn cũng nên học cách suy nghĩ tích cực, tránh nóng giận hay bất ngờ mà hại thân thể, rất nguy hiểm. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, thêm phần quyết đoán khi đứng trước các quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, công việc tiến triển khá tốt nhờ biết chọn đúng thời cơ thể hiện. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, một chút liều lĩnh sẽ rất có lợi cho tình hình tài chính. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, thu tiền bạc về tay nhờ trực giác nhanh nhạy. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, ngày hỏa khí vượng cần chú ý đến sức khỏe tim mạch. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 27, số 06, số 72. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam.
quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Cục diện Ngọ Ngọ tự hình gây ra những tác động xấu, khiến tâm trạng bản mệnh tuổi Ngọ không được tốt lắm. Bạn đặt ra những yêu cầu quá cao nên dễ đâm đầu vào bế tắc trong suy nghĩ của mình, không tìm được lối thoát cho những bất an trong lòng. Cứ thế, bạn vẫy vùng trong khó khăn mà chỉ mong có ai đó tới chỉ dẫn mình thoát khỏi tình trạng hiện tại. Cũng trong hôm nay, trạng thái tinh thần bất ổn nên bạn tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội dựa theo cảm tính. Nếu muốn tiến bộ, bạn cần lắng nghe những lời nhận xét chân thành thay vì chỉ nghe những lời xu nịnh giả dối. Trong ngày có kiếp tài giáng họa, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻo mất tiền mất của hoặc bị người khác lừa gạt tiền bạc. Tiền bạc có sức cám dỗ rất lớn, nó có thể sai khiến con người đánh mất đạo đức để làm những việc xấu xa nhất nên đừng bao giờ cả tin vào những người mà mối quan hệ của bạn và người ấy được xây dựng từ tiền bạc. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Tâm trạng bất ổn, khó suy nghĩ được bất cứ điều gì. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Đặt ra yêu cầu quá cao nên dễ đâm đầu vào bế tắc trong lòng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Dễ đưa ra những quyết định nóng vội dựa theo cảm tính. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Đề phòng kẻo mất tiền mất của hoặc bị người khác lừa gạt tiền bạc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 13, số 91, số 55. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Trong ngày được cục diện ngũ hành, Ngọ Mùi nhị hợp trợ mệnh, người tuổi Mùi hôm nay đang có lộc làm ăn rất rộng mở. Nếu là người theo đường làm ăn buôn bán thì sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, may mắn. Chuyện hợp tác làm ăn của bản mệnh gặp nhiều thuận lợi và suôn sẻ, mang về cho con giáp này khoản thu rủng rỉnh trong tay. Bạn nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch mình đã đề ra, đừng để những lời nói của người ngoài tác động mà khiến mình chùn bước. Lắng nghe ý kiến của người khác không có nghĩa là làm theo hoàn toàn mà cần phải chọn lọc có cơ sở phù hợp với hướng đi của bản thân. Tuy nhiên, thương quan ngáng trở gây không ít khó khăn cho công việc của những người làm công ăn lương. Bạn cần kiểm soát bản thân tốt hơn, chớ nên buông thả, làm mọi chuyện theo ý mình, tùy tiện theo sở thích. Những điều đó sẽ khiến cho công việc của bạn khó có thể tiến triển một cách tốt đẹp. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim, có lộc làm ăn, buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy, hợp tác kinh doanh suôn sẻ, thu được khoản lợi đáng kể. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa, nên mạnh dạn theo đuổi mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ, lắng nghe ý kiến của người khác nhưng cần biết tiếp thu chọn lọc. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc, nên kiểm soát bản thân tốt hơn, chớ nên buông thả theo sở thích. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 26, số 67, số 03. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Thiên tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Thân, mang đến cho con giáp này những tin vui về đường tài lộc khởi sắc, sẽ giúp cho những bạn đón nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, tiền bạc sẽ tự tới trong tầm tay. Người làm kinh doanh,
buôn bán nên tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô buôn bán, đa dạng hàng hóa để thu hút thêm khách hàng. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo lo việc ngược xuôi, nhưng cơ hội vụt mất thì còn buồn hơn. Hỏa khắc kim, chuyện tình cảm của những chú khỉ lại chẳng được như ý muốn. Dường như bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc nên đã bỏ bê gia đình. Thiếu sự quan tâm vun vén, tình cảm gia đình trở nên nhạt nhòa và mất đi tính tương tác cần thiết. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy. Đường tài lộc khởi sắc, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa, không cần phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ, người làm kinh doanh nên tận dụng cơ hội mở rộng quy mô buôn bán. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc, đừng để cơ hội vụt mất mới thấy hối tiếc. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim, bỏ bê gia đình vì dành phần lớn thời gian cho công việc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 39, số 60, số 11. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Người tuổi Dậu trong ngày thứ 5 này gặp thương quan ngáng trở, có thể khiến cho con giáp này dễ gặp mâu thuẫn với chính cấp trên của mình. Hai người đang giữ những quan điểm đối lập, đồng thời lại chẳng ai chịu lắng nghe ai nên mối quan hệ ngày càng trở nên căng thẳng. Có nhiều khi, bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe quan điểm của người khác, đặc biệt là khi đối phương lại có vị thế cao hơn bạn. Nếu cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình, bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Hỏa khắc kim, bản mệnh cần chú ý đến gia đình của mình hơn. Bạn không nên bỏ bê người thân của mình chỉ vì quá ham vui với bạn bè, bởi đây sẽ là nguyên nhân khiến gia đình bất ổn, các thành viên ngày một xa cách. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy, dễ gặp mâu thuẫn với người lãnh đạo. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa, đừng khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ, quan hệ gia đình có dấu hiệu xa cách. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc, hãy học cách lắng nghe người khác. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim, nên chú ý đến gia đình nhiều hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 45, số 96. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Vận trình ngày mới có thiên can ngọ hỏa sinh cho thiên can Tuất Thổ. Người tuổi Tuất được tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp mỗi khi về đến nhà. Bản mệnh ít phải lo phiền chuyện con cái bởi con cái của bạn đều rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thậm chí, bạn học được nhiều điều hay trong quá trình nuôi con. Với người độc thân, bản tính hào sảng, tự tin giúp bạn gây được ấn tượng rất tốt cho mọi người, kể cả những người đã quen biết từ lâu và những người lần đầu tiếp xúc. Hôm nay, có thể sẽ có người chủ động ngỏ lời làm quen với bạn đấy. Tỷ kiên chiếu mệnh, con giáp này có quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình, cho dù trước mắt bạn có đầy rẫy khó khăn đi chăng nữa. Tinh thần nhiệt huyết của bạn thậm chí có thể truyền cho mọi người xung quanh, để cả tập thể cùng cố gắng. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa, được sống trong một gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ, gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc, vợ chồng hòa hợp, yêu thương và trân trọng nhau. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim, tinh thần quyết tâm không sợ khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy, truyền động lực cho nhiều người. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá,
đạt 5 sao. Con số may mắn, số 27, số 64, số 08. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, lời khuyên trong ngày thứ 5 này cho người tuổi Hợi là chớ nên phụ thuộc quá nhiều vào trực giác của bản thân. Ngày có thiên quan ngăn trở, mọi hành động cảm tính của bạn đều có thể phải trả giá rất đắt và khó mà khắc phục được trong chốc lát. Tốt nhất, bạn hãy nghe mách bảo từ lý trí, phân tích mọi việc dựa trên những con số, những góc độ thực tế nhất, điều đó sẽ giúp ích cho công việc của bạn hơn. Nếu bạn tuân thủ đúng điều này, ngày hôm nay sẽ diễn ra trôi chảy và không có điều gì đáng lo ngại cả. Ngũ hành xung khắc cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh không được như ý. Một phần lý do là sự cố chấp của bạn làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu bạn biết lắng nghe hơn thì mọi việc đã diễn tiến theo hướng tích cực hơn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, chớ nên để trực giác làm chủ hành động của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, có thể phải trả giá đắt vì hành động theo cảm tính. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, nên để lý trí làm chủ, phân tích mọi việc dựa trên con số thực tế. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, muộn phiền vì tình cảm không như ý muốn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, sự cố chấp, bướng bỉnh khiến mối quan hệ tình cảm đi vào ngõ cụt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 11, số 72, số 69. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, bạc. Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.